Sophia, đợi tôi với. Bạn người cá tình yêu qua rồi. Bạn ấy đến rồi. Người cá Sophia mở cửa ra chào đón người cá tình yêu nha. Có bạn qua chơi hả? Ok. Cái gì em cũng phải từ từ với Sophia. Người cá tình yêu đâu? Hello người cá tình yêu. Người cá tình yêu và phụ huynh của người cá tình yêu đi mua thuốc. Chào bạn. Chào bạn, bạn muốn làm người cá luôn đúng không? Chào mừng đến với thế giới của tiên cá. Người cá Benjamin xuống đây. Người cá tai luôn. Rồi bây giờ sẵn tôi lấy bằng về luôn rồi, xuống đây tôi trao bằng luôn cho người cá tình yêu. Rồi cuối tháng này là mình sẽ có chương trình đi bơi với cá heo với hải cẩu á. Có bằng mới được vô bơi với mấy loài vật đó nha. Ok. Ai ở đây nè? Em với mấy em này nè. Rồi. Trao bằng tại nhà của Tiêu luôn nha, bởi vì em không có đến sự kiện được đó, nên trao bằng ở đây luôn. Rồi lấy ra. Còn mấy em kia không xuống thôi tôi khỏi đưa luôn nha Ben. Xuống là Ben là ai đâu? Em chào cô. Bỏ cái đó xuống chào cô nói chuyện đàng hoàng coi. Té chết đó. Mina không phải. Nori không phải luôn. Ông này Benjamin nè. Đây. Lựa cái Helena giùm em. Rồi mấy bạn ngồi lại đây đi. Đó. Ngồi vô rồi cô phát cho. Cô này là phụ huynh của người cá tình yêu nè. Ủa anh sao bằng này bằng khác cho anh? Đúng rồi. Sao mấy bằng lại để như vậy? Ai là fan cuồng của Thơ Nguyễn? No. Bạn nào? Có một bạn. Hồi nãy có bên tổ chức mấy người lớn gọi cho em á. Nói là bây giờ ủng hộ cái kênh YouTube của em để tẩy chay mấy cái kênh độc hại á. Tại đó giờ người ta không đủ sức ảnh hưởng để người ta nói chuyện về cộng đồng á. Thì anh đó anh nói anh làm bên báo chí, anh nói bây giờ cái việc em làm ảnh rất là hoan nghênh, rất là ủng hộ, nên em cứ tiếp tục làm rồi ảnh sẽ đăng báo gì đó. Nhưng mà em nói giờ em đang lo cho mấy em nhỏ, em chưa sắp xếp được đó. Rồi bây giờ Benjamin đâu rồi, lấy bằng của em rồi, chị gửi cho Thi Đà giùm em luôn nha. Mấy em sao lấy bằng rồi quan tùm lum vậy Ben? Thi Đà là con gái. Tôi là đại tử thứ nhất. Thi Đà, Nori, Mina, Kevin Lê, Coro Iris. Rồi, của bạn. Ơi, tôm có thể tháo cái miếng. Lột cái miếng này ra, mấy em lột cái miếng này ra được nè. Tại cái bằng đợt này á là bằng của hiệp hội. Cái tổ chức nó mở rộng ra nên nó ra nó lấy hình của em luôn á. Tiêu ơi, tại sao con lại không tháo ra được lần nè? Này của Rachel nè, của Rachel con của chị Duyên á. Rồi này của anh Huy nè, anh trao bằng cho em luôn nha Huy. Tại mấy em không đến sự kiện người cá gì hết nên không có trao bằng được. Rồi gỡ bằng ra luôn cho mấy bạn coi, cho mấy bạn người thường coi khi được trở thành người cá là như thế nào. Người cá đã được Mỹ chứng nhận nè. Nè, bằng đợt này của em á, bằng đợt trước của Huy á thì nó có của tổ chức BDIC chứng nhận. Lần này á nó có thêm World Diver nữa, hiểu không? Là cái bằng thì mấy cái hiệp hội người cá này khi mà nó mở rộng cái hội của nó thì nó sẽ có hơn. Ống thở gì mà cái bằng như sớm vậy. Nhưng mà sẽ không được lấy bằng level 2, em phải bơi bằng ống thở được anh mới cấp bằng level 2 ha. Đó.
Cuối tháng đi Nha Trang á thì bơi với cá heo thì mình phải có bằng người cá nha. Hai mỏ thì giống nhau. Hai anh em nè. Ba anh em luôn à. Con là được cơ. Bây giờ tên của mình á thì gần cái bàn gần cuối á nên mình nên để tên thiệt, hiểu không? Tại bây giờ nhưng mà Ben là quốc tịch Mỹ mà đúng không? Chỉ viết sai chữ Lê thôi thì bằng level 2 để tên đúng cho Ben. Không có tên tiếng Việt. Tên nó luôn. Đúng rồi. Như ta chơi. Tại học cái này lên level 2 á thì có thể đi làm được rồi. Ở bên Hồng Kông, Macau á có cái thủy cung á, người ta đúng đeo rồi. Cái bình bên Hồng Kông. Đúng rồi. Ocean Bass á. Đúng rồi. Cái em đó là quen em luôn, quen tổ chức tại làm việc chung với tổ chức thì em đó cũng mới được cấp bằng thầy người cá đó, tên là Odessa. Thì cái em đó là nó thòng cái sợi dây xuống ống thở đúng không? Đó cái level 2 là làm như vậy á là $200 một giờ cái giá bên đó. Đúng rồi. Đi bộ dữ vậy. Rồi chị gửi cho Thi Đà với Rachel giùm em nha. Giờ em đang lo cho mấy em học dựng phim. Rồi chiều rồi bơi 3 năm 7 là bơi. Đó hả? Rồi bằng cấp anh gửi hết rồi ha. Nè còn bằng đợt trước nè. Nó khác. Bằng đợt này lấy hình em luôn. Thật biết hình này hình ai không? Mì. Lấy xem. Còn cái này là Tiun đó hả? Ben có hình bằng của Tiun, hình Tiun luôn. Sướng quá. À, sau 40 tầng em phát triển bên Singapore, chị nói tiếng Hoa được đúng không? Được. Đi Singapore để làm ở đó, phát triển câu lạc bộ bên đó, rồi bán đồ thương hiệu đó, rồi mở lớp ở bên đó. Nên sẽ làm bên đó 40 tầng. Vậy 40 tầng hả? Thì trong vòng 40 tầng sẽ làm việc ở... phát triển ở Singapore. Dạ đúng rồi. Rồi xong đó sau 40 tận đó rồi thì trong thời gian đó phát triển ở Thái Lan với bên Hàn Quốc. Dạ đúng rồi. Đó. Tại em là cái bằng em là phải em phải làm việc khắp thế giới rồi đó. Mà tại em ở đây đang lo cho mấy em này. Ok. Vậy nha. Vỗ tay nãy giờ đi, trời ơi, trao bằng hết rồi. Mà trao bằng không cách người cá này ngộ quá ha. Chơi tại nhà solo luôn, không có hình thức. Tiết kiệm thời gian được là làm liền.